hai cái đấy đấy thầy số 3 chưa được gọi cái này chưa được mình con người người ta muộn cái này là cái quả gì đúng là một cái đau đó này bạch thủ đó nó không nổi thời gian cũng không chắc nó mới nổi là này nó mang bao đỏ rồi nó bảo thế là thế nào nó đỏ này thì bao trắng thì nó nổi tới 13.000 15.000 một cây đi chợ lấy đi chợ kia đi chợ kia đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy cho nó giữ đèo phải sông.
Thank you.
Dưới thờ vậy. Có tiền một quả. Có cả nhánh độc của nó ấy. Có tiền quả chứ. Có gì quả không có quả. Cây đã bán hết rồi kia em vẫn còn này. Cái lứa tròn tròn như này. Đấy. Cho ăn 3 quả đi. 3 quả đẹp. 3, 5, 3. Bao tiền đây? 30.000 quả. Tính nhầm thế nào vậy? Nhầm 33 là 9 rồi. Chưa. Đây. Ra này chú mày làm cái gì mà suốt ngày quay chứ? Đi đâu pha mà cứ quay. Lứa đẹp tuyệt vời luôn, cả nhà mua đi về thờ Tết. Giá gì cả một buổi chiều là được nắm rau rồi cho gà ăn rồi. Tuyệt vời. Không phải là trời mưa. Không phải là trời mưa. Tất cả kinh tế này em. Dây ơi. Chờ bán mà lại thì người ta mua thì lại không quay. À không bán. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng. Là lại cho thêm vào đấy nữa. Lá. Còn đi chợ chợ màu nữa. Cứ đỏ đó. Hay là mình vô không màu đó đi. Vâng, lên trên à? Vâng. Không, 400.000 rồi. Mình nhớ có hả? Không, vào đấy vào tập vào hộp quán đi. Mà thôi mà gặp tôi. Hay cái phải làm giờ phải hay nói không? Mới quấn này. Gần lắm. Thì giận thì ông Thuần rồi. Đó, ông bà màu đen thì là con đi con đi. Chú gái. Cần vẫn đi. Thank you.
Không, nó màu là thế mà. Mới một mớ đấy. Nghe quả nữa. Rồi. Xong nữa tháng một rồi. Ngồi cho nó đỡ chảy ra mông. Lắm.
Cân rưỡi đấy. Dạ. Các bạn ơi, cùng đi dạo với mình nha.
Đó là phải đeo gốc bông. Bà đi đeo rồi. Bà đi đâu chưa trở về? Ông. Ông ăn đi. Ông. Ông ăn cơm. Ông ăn cơm. Con lấy không? Ông ăn không? Ăn.
cả. Cứ chỉnh máy đi. Cái gì vậy? Nó khoai nó thứ bới bới mà con to mà rõ mà để nó lên cái cháu chặt. Thế à? Hết rồi đó. Đó. Bán hàng cho mọi người cứ đợi đợi. Cái chị này đang đâu bán được cái nó rồi nó ngừng rồi. Lại vào đấy 5.000 hay mới ra thôi nó bỏ lại của mình. Người ta mua xong rồi nó biết rồi. Đây là tốt đi. Lên 2, lên 3, 2 này. Rồi. Sao to lớn thế? Bán. Đây này. Ăn cho phê làm này. Thank you.
Bà cầm lên không? Ông ăn mì. Ông ăn mì, ông ăn cơm đâu, ông bỏ lẩu đấy, ông ăn mì. Ăn mì đã ướt. Thịt lên ăn để cho mèo ăn thịt sấn ra ăn của nó cướp của nó con này ghê lắm.
đây gì đây nhà vân đặc biệt là hay ăn mặn à, chỉ cần mấy đứa gái thì em phải chạy được đấy đấy đã rồi mua mấy Quá to à này.
cứ vẫn là cái gì và to là cắt năm kia và xem hay ghê này nhé. Con mẹ, con mẹ này. Ừ.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cái lần. Ta trái chọn chắn rồi. Còn mang về em lấy. Thí là còn 5 củ đến 10.000 nốt thì ta lấy nốt. Dạ? Lúc cô Tư bạn. Đi ra ngoài bệnh thì đi uống rồi. Đừng qua tầng bà đi cấy về. Mang đi chả nhau. Không bệnh nữa. Không chả, chả mua gì cả chả giả. Ở đây chiều hôm qua cấy nhà nó xong rồi. Còn miếng ở dưới nó mãi. Mấy có mấy thước thì ném. Nó ở đấy nó ném. Rồi. Thank you.
này cái rượu cái uống được chưa? Ăn đua gì? Đua cấy hôm nọ ai? Cấy hôm nọ với ở đấy hôm qua rồi. Cũng đã rồi. Thằng này đấy, 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 sâu. Nó sâu hết xuống. Cái này này bồ tím thì giờ nó lại vàng rồi. Để nó gió nó tạt đi, đừng quạt. Quạt cho nó đỡ khói. Khói, quạt nó tạt hết lửa. Nó mới lên, đỡ khói. Xúi rồi. Bá đấy bạn ạ. Ngon nhỉ. Này. Ông ơi, ông, con ăn cái củ này xem cô ăn cái gì cái này, cái củ này. Đây là con nào nhá? Đây là rau đây, có đĩa rau luộc. Đó đây. Ông ăn đi. Thank you.
Có nước sâu chả măng chả bán. Ôi bác sợ chạy mất con bẩy. Không có chạy đâu luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô bảo luôn mà ngồi đấy không? Ngồi kia lại mà lại. Thôi, hôm nay kết thúc rồi. Cái gì? Cái đâu á? Là bỏ ăn thưởng ngâm tiệm. Ngâm tiệm à? Cái này đang gấp 7.000 cậu ạ. À đây. Đưa tờ 200 ấy, lại nhiều. Cháu cúi khỏe không rồi nó lấy trộm mất đi. Thank you.
Nó gì đây? Rau thơm. Rau thơm không? Rau thơm, rau thơm. Ăn bún. Bún bèo. Ông ăn bún này này, bún cuốn này. Tay ông ấy ăn gì? Dạ. Ông ăn bún, bún mấy cái này này. Ngon, ừ. Mình đem nóng này. Ông bà ăn đi. Ông bún này, nó canh cho ông.
vào mặt luôn muốn nói được. Ừ, Kim Tinh ơi, tối về mai về ra là ngon. Bá này bá. Dạ, 25.000 cân gọn. 25.000 cân, thở ghép đó. Và đến ngọt chí. Đấy, cô ghép phải không? Bắt vậy em thua. Đấy, bây giờ đóng tí. Sao có thể là ngọt? Ngọt, ngọt, chín, ngọt. Chín đây. Có chín mà. Chú có bà bên. 2 cân 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 2 cân
quay ra đây đấy. Đây đây thả cho em. Cô ơi, cân 9 này. Đấy ạ. Tiền Cái này để mày.
Mình nó bảo là cái của ông bảo không anh mà có trên nhà Huy ấy. Hả? Nhà Huy gọi ông vợ kéo hộ. Ha ha ha.
Hay nhịn hoa mít cũng dụng. Mít cũng thối rồi. Muộn đấy mà. Hả? Muộn đấy. Cho nhắm nó cũng có, lúc cũng có không? Bà, ê, bà con mặc áo dài nó quay chưa? Nó đoán là ông nó đoán ở ngoài cổng là hai ông cháu ngồi ấy đoán. Cái lỗ ăn thôi, sao lại cất đi mà. Chứ cái này thì thiếu lắm ạ. Nó ướt nó bẩn này.
mình đấy. Cũng ở trên Phú Long Phú Tòng ấy. Bán hôm qua đám nó lấy toàn lấy trộm vân của mình đi về đây này làm quần tuyết tuôi tét tuôi khổ rồi. Bây giờ cuối mùa rồi, đông quần cái mùa đẹp. Nhanh lên Trung ơi, ra đây bà bảo. Bà phải hỏi lại, Trung lên Trung ơi. Trung ơi, ba cái xin cho ba cái cho con em. Trung ơi, cầm thêm bà bán vườn. Cái ngô đỏ, đây là ngô đất. Em lại cầm, bà lại cầm mấy cái bà ra. Nào bà trước, bà mấy cái đi. Lâm thì đấy thì em biết lê thì thôi lê lâm của nhà là ra cái này ra không có cái này nó quá là nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba cân nhá. Khói không? Mua thuốc mối về tắm thôi. Bà tắm nó nhờ con đấy quá. Mối gì? Nhờ con bọ này. Ừ, con mối thì tụng. Đấy. Đấy, đi qua trả nhé. Đây đây. Yeah.
Thank you.